Chào các bạn thân mến, mình là cô cô độ bé bự đây. Bây giờ là 12 giờ 21 phút buổi trưa ngày mùng 3 tháng 11 năm 2024. Và bây giờ Câu câu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn điển hay tích lạ của tác giả Nguyễn Tử Quang. Sau một hồi các video truyền giới thiệu về những cái câu chuyện tình bi lụy rồi những gương của những nàng liệt nữ và cả những nàng si tình nữa thì hôm nay Câu Cầu muốn đổi gió một chút. Câu Cầu đã phải ngồi xem toàn bộ cái mục lục và tìm ra một điển hay tích lạ mà bản thân Câu Cầu cho rằng nó khá là thú vị. Các bạn nếu như mà đã từng xem các chương trình gala Tết trên đài truyền hình Việt Nam vào mỗi tối giao thừa thì chắc chắn là các bạn không còn xa lạ gì nữa với hai nhân vật là nghệ sĩ Xuân Bắc và nghệ sĩ Công Lý. Bây giờ anh Xuân Bắc là nghệ sĩ nhân dân rồi đó. Thế và uh, hai anh đóng trong hai nhân vật uh, mà chúng ta hết sức quen thuộc đó chính là Nam Tào và Bắc Đầu. Uh, thế thì Nam Tào và Bắc Đầu uh, là cái tích như thế nào? Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nhé. Nam Tào Bắc Đầu Điển hay tích lạ Nguyễn Tử Quang Quản lộ tự Công Minh vốn là người ở đất Bình Nguyên đời Tam Quốc năm 220 đến năm 264, diện mạo xấu xí, thích uống rượu. Từ bé, Lộ ham xem thiên văn, thường đem nằm nhìn trăng sao, thảo thức không chớp mắt. Cha mẹ ngăn cấm không được, vừa mới lớn lên, quản lộ đã lẩu thông kinh dịch, hiểu hết nghĩa uyên thâm. Biết đoán chiều gió Tinh thông khoa lý số Và giói cả sẻm tướng Một hôm Lộ ra cánh đồng dạo chơi Thấy có một gã thanh niên Đương cẩy ruộng Lộ đứng lại ở bên đường Đứng ngắm một lúc Đoạn gọi lại hỏi Này anh kia Dám hỏi quý danh là gì Thề niên canh là bao nhiêu Tôi họ triệu Tên là Nhan 19 tuổi Thề, dám hỏi tiên sinh là ai? Lộ đáp ta là quản lộ đây, ta thấy ở trên quần mắt của anh có tử khí, chỉ còn ba ngày nữa là anh chết đấy. Tiệc thay, gương mặt anh xinh đẹp như thế mà lại không thọ. Triệu nhàn nghe nói, lò sợ lắm, về nhà báo ngay cho chạt biết. Người cha lập tức chạy theo tìm gặp quản lộ, rồi phủ phục xuống đất kêu khóc. Huy xin tiên sinh rủ lòng thương Trở lại cứu mạng cho con tôi với Lộ nói Đó là số trời Cầu đảo làm sao được Ông lão năn nỉ van lơn Dạ này chỉ có một đứa con Xin ngài cứu cho kẻo khổ một đời Nói xong cả hai cha con dập đầu lại Khóc bủ lũ bủ loa Trông rất là bi thiết Lộ thấy cha con lão thiệt tình lòng không nỡ bỏ mời bảo với triệu nhan anh hãy về tìm một vò rượu ngon rất là tinh khiết với một ít thịt nai thật là thơm ngày mai đem vào núi nam sơn tìm cái gốc cây cổ thụ sẽ thấy ở trên phiến đá có hai dị nhân ngồi đánh cờ một ông thì quay về nam mặc áo trắng dùng mạo rất là dữ tợn một ông thì quay về hướng bắc mặc áo hồng mạo rất đẹp Bây giờ thừa lúc hai cái vị cao hứng mải mê đánh cờ Thì anh cứ bày rượu thịt ra mâm mà dâng lên Đợi cho ăn uống xong rồi Sẽ lệ khóc mà xin tuổi thọ Như thế may được sửa sổ lại Nhưng mà nhớ kỹ một điều nhé Là chớ có nói là ta suối đấy Ông lão mời quản lộ ở nhà mình chờ xem Hôm sau triệu nhan cắp nắp rượu ngon đè nèm thơm dĩa chén vào núi nam sơn đi bộ năm sáu dặm quá là thấy hai dị nhân đang ngồi đánh cờ ở trên phiến đá dưới bóng cây rườm rà của cội cây tùng triệu nhan đội mâm rượu đến gần hai ông vẫn chăm vào bàn cờ như thể là không có người đứng ở bên cạnh vậy nhàn quỳ xuống dâng mâm lên đặt trên thạch bàn Hai ông mải mê đánh cờ, bật giác đưa tay lên nâng chén, rồi dần dần vừa đánh vừa ăn uống hết cá rượu thịt một cách rất lạ là ngọn lành. Lúc bấy giờ, nhàn mới khóc hòa lên và lại lục cầu xin thọ. Hai ông giật này mình nhìn lại, đoạn ông mặc áo đỏ bảo ông mặc áo trắng. Hắn là cái gã họ quản nó, suối đến đây đấy. Nhưng mà hai ta đã dùng của nó thì phải thương lấy nó. Ông áo trắng liền rút quyền sổ ở trong mình ra tìm xét rồi bảo nhan năm nay là mày 19 tuổi, ấy. đáng lý là mày phải chết đấy. Thế giờ đây là ta thêm cho một chữ cửu lên trên hai cái chữ thập cửu thì mày sẽ sống đến 99 tuổi nhá. Nhưng mà phải về báo bảo cái gã quản lỗi rằng rằng là từ nay thì phải chừa đi, chớ có tiết lộ thiên cơ nữa, nếu không thì trời sẽ phạt nghe chưa? Ông áo đỏ cũng mở sổ, thêm vào một nét bút, rồi một cơn gió thơm ngào ngạt bay qua, hai vị tiên biến thành hai con hạt trắng, bay lên trời bật hút. Triệu Nhan mừng rỡ về nhà hỏi quản lộ về hai cái vị ông tiên ấy. Quản lộ nói cái ông mà mặc áo hồng ấy chính là ngôi nam đậu hay còn gọi là ông nam tào. Cái ông áo trắng là ngôi bắc đậu đấy. Nhan lại hỏi, thế tôi nghe nói bắc đậu có những chín vị, thế sao chỉ thấy có một ông? Lộ giải thích, phân tán thì thành chín, kết hợp lại thì thành một bắt đầu là ghi số tử còn nam tào là ghi số sinh thì năm nay là đã được sửa số tuổi của anh rồi anh còn lo gì nữa cha con họ triệu mừng rỡ lại tạng. từ đó quản lộ sợ tội tiết lộ thiên cơ cho nên là không dám khinh xuất nói hở việc huyền bí cho ai biết nữa ồ hóa ra là nam tào bắt đầu là như thế ha? à quản sinh tử của thế gian câu khẩu cũng không hiểu rõ lắm về các truyền thuyết của các vị thần tiên có nghe đâu là cụ cái cụ đông phương sóc ấy, là có mấy cái cụ gọi là gì nhỉ đào trường thọ các bạn đông phương sóc thấy bảo là cụ đấy thọ lắm xong rồi đến khi mà cụ ấy sống cứ sống mãi những người cùng thời với cụ ấy mất hết rồi sau đó đến đời con cũng mất hết rồi đến đời cháu cũng hết rồi cháu cháu cho chặt 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 tức là sống thọ lâu quá, sống thọ lâu quá cô độc lắm các bạn ạ. Trời ơi. Nay tôi nói chuyện với mẹ mình hôm qua hay hôm nay gì đấy, hai đang lấy cơm cho mẹ mình ăn, xong sau đó thì uh, nghe đài hay là xem tivi người ta mới nói đến cái chuyện là chúc cụ thọ lâu trăm tuổi thì mẹ mình phá lên cười, mình cũng phá lên cười. Bạn là thực ra thì sống càng thọ là càng khổ bởi vì là người già hiếm có người già nào mà tuổi già xong vẫn còn minh mẫn vẫn còn tự chủ được lắm Cho nên là cứ bảo là Ê, sống lâu cho con cháu nó vui chứ thực ra con cháu nó có vui đâu Những cái người sống lâu ấy thì đầu tiên là phải lương cao và khỏe mạnh rồi lại tính tình lại thoải mái sởi lợi nhưng cái này hiếm có lắm chứ còn các cụ mà sống lâu xong các cụ ấy không có thu nhập con cái thì cuộc sống lắc lay thì thực sự là khổ con khổ cháu cứ bảo là uh, phải yêu người quý người chứ không ấy không phải đâu các bạn đã. đồng tiền nó liền khúc ruột muốn chăm được người già tốt thì đầu tiên phải có tiền phải có tiền có tiền để mà mua đồ ăn tốt cho người ta ăn mua thuốc tốt cho người ta uống rồi có tiền để chuẩn bị sẵn sàng đưa cho đưa người ta nếu mà người ta không may bị ngã gãy cái xương phải đi thay cái này thay cái kia hoặc là nói chung là nhiều lắm. Không may người ta bị bể cái mẹ chân cái chân thì cũng phải có cái xe mà đưa người ta đi bó hay là có cái người tháp tùng người ta. Nói chung là trong người già thì cái điều kiện nó phải tốt và cái thu nhập nó phải ổn định rồi cái cuộc sống nó không quá cơ cực và bản thân cái người già đấy cũng không phải là một cái gánh quá nặng cho con cháu. Chứ nếu mà những cái người già mà lại những cái gánh quá nặng cho con cháu thì thực sự đấy không phải không phải là một cái điều gì hạnh phúc vui vẻ đâu. Câu hầu nhớ là người Trung Quốc có một câu đó là gì? Đó là ở giường bệnh lâu thì sẽ không thấy còn hiếu. Câu đó không có không phải là trách những người con có hiếu mà người ta nói rằng là khi một người nằm ở trên giường bệnh quá lâu thì trở thành gánh nặng cho những người khác những cái người, người chăm ấy. và khi mà đã trở thành những cái gánh nặng cho những người chăm thì là rất là khó để mà giữ được cái hòa khí các ổ thấy như thế uhm, thế nên là để chăm được người già một cách chu đáo thì thực sự không đơn giản chút nào cho nên là sống thọ ví dụ như cái cụ này từ 19 tuổi sống thành 99 tuổi thì cô cậu cũng không biết là cái lúc cụ ấy sống đến 99 tuổi thì cụ ấy như thế nào tất nhiên là được thần tiên giúp đỡ thì chắc là cũng có một cái duyên gì đó với thần tiên đúng không ạ nhưng mà dần gian mà chúng ta sống một cuộc sống bình thường lấy đâu rồi mà tiên với giả cảnh con người vẫn phải sống uh, cơm máu gạo tiền ăn ngủ ỉa đi lại thế thôi em rồi để cô cầu xem là có cái tích nào hay hay cái tích này cũng khá là thú vị đúng không ạ cầu xem nào trong ba đọc của nét hết bây giờ đi xem trang bốn khẩu đình hoa thái tơ giao cầu nước thành cái cụ nguyễn tử quang này cụ ấy thích chuyện kiều lắm thích nhiều thực ra trong chuyện kiều có suốt ngày nhắc đến các tích cho nên là đó là một trong những cái khoảng cách giữa thế hệ trẻ bây giờ nàng ba nà tạ là gì thôi không à gậy rút đất đi gậy rút đất gậy rút đất À, Thanh Hóa OK Thanh Hóa là một vùng đất có rất là nhiều những cái tục những cái sự tích những cái điển hay tích lạ ừ, rất là hay thôi ạ thế và gậy rút đất điển hay tích lạ Nguyễn Tử Quang ở núi Xuân Đài xã Thọ Vực huyện Vĩnh Lộc Thanh Hóa có động Hồ Công phía trước động ngoảnh về sông Mã trong động có hai tượng đá tục truyền khi xưa là có một ông già và một thằng bé đi bán thuốc và ngồi nghỉ ở đó rồi tự nhiên là biến mất Người ta cho là hậu thân của ông Hồ Công và Phí Trường Phòng Bởi vậy nên là đã tạc tượng để thờ Câu chuyện Việt Nam lại liên quan đến chuyện của Tàu Vì chuyện Hồ Công và chuyện Phí Trường Phòng là chuyện của Tàu mà Cho nên là cả hai đều là người Tàu Liệt tiên chuyện có chép khoảng đời Tây Hán Tức là năm 206 trước Công Nguyên Và năm thứ 8 sau Công Nguyên Thì có ông Hồ Công hàng ngày là bán thuốc ở chợ Trường An Ông thường đeo một cái bầu bên hông ấy Rồi tối đến thì ông chun vào cái bầu ấy mà ông ngủ Ồ, Phí trường phòng là người hàng ngày dâng bánh cho ông hổ công ăn Thấy thế rất là làm kỳ lạ đấy Một hôm yêu cầu hổ công cho mình vào bầu thử một lần xem sao Hổ công bằng lòng đưa phí vào bầu Trong bầu có những lầu tráng lệ Có những kẻ hầu hạ rất là lịch sự trông như là cảnh tiên ấy phí trường phòng cực kỳ kinh ngạc và nói ủa không ngờ đây lại chiếm riêng một cõi càn khôn ạ à? hồ công nói tà vốn là tiên bị trích xuống trần nên là tạm ngụ ở đây trường phòng yêu cầu xin theo hồ công để học đạo tiên hồ công bèn dẫn vào núi dạy phép tu luyện khi từ biệt hồ công cho cho trường phòng một cây gậy tre rút đất có phép thâu ngắn đường đi. Từ đấy, trưởng phòng sách gậy, giày đây mài đó, công danh phú quý gác bỏ ngoài tài hết. Hàng ngày phí thường la cả ở nơi quán rượu, nhân què đó quen biết một anh lính thú. Anh này thì rất là kính trọng phí, thế và thường ở chút túi đãi rượu thắng tay. Một hôm, trên đường về chỗ trọ thì phí thấy anh lính vẻ mặt buồn bã lắm, Thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt Mới hỏi cớ sự Anh lính thú thực là Ba năm rồi chẳng được phép về thăm vợ thăm con Anh ấy nhớ lắm Tí vui vẻ nói Ôi tướng là cái việc gì khó Chờ muốn thăm vợ còn thì ta giúp cho Đêm nay về chung vui với vợ con đi Để sáng đến có mặt cho khỏi bị quan quả là được Cho là bỡn cợt vô duyên Anh lính tức bực bảo Trông ông ấy có cái vẻ tiên phong đạo cốt tôi là tôi kính trọng ông thế không ngờ ông lại tàn nhẫn ông chế giễu ông cười cợt trước cái sự đau khổ của tôi từ đây là về quê tôi đường trải hàng vạn dặm lại gay go hiểm trở lắm thế trở đi chót tháng mới về đến nơi thế mà ông bảo đêm nay về để sáng đến được à phí trường phòng không hờn giận vẫn vui vẻ cười bảo <laughs> Tăng nói thật đấy Ta có phép tiền Từ trước đến nay Ta vốn thọ ơn hậu đãi Cho nên là ta làm phép mọn Để gọi là trả ơn chút ít đó Đoạn bảo anh lính Là ngồi lên cái cây gậy Và nhắm mắt lại Chừng nào nghe hết hơi gió Thì sẽ mở mắt ra Và khi sáng sớm Cũng ngồi lên trên gậy để trở lại Thực hành như là lúc về anh lính mừng rỡ lắm, vâng lời. Vừa trèo lên trên gậy xong Thì gió ù ù thổi đến Anh lính nhắm chặt mắt lại Rồi cảm thấy là thân mình nhẹ bổng Như là bay giữa thinh không Thoáng chốc gió lặng Anh mở bừng mắt ra thì đứng trước mắt anh quá thức Đây là nhà của mình Vợ chồng nhìn nhau mừng bừng tủi tủi Tưởng chừng như là sống ở trong mộng vậy Thế là đêm đó vợ chồng mặc tình chút nỗi tâm sự những ngày xa vắng nhớ nhau rồi sáng sớm anh ấy lại lên gậy để trở về biên thú phí trưởng phòng còn giúp anh lính được nhiều lần như thế nữa đấy một thời gian lâu sau phí trưởng phòng ném cái cây gậy tre ấy ở xứ cát bi hóa ra rồng mà bay đi mất từ đó người ta không còn tìm thấy hình bóng của phí đâu nữa trong chinh phục ngâm khúc của đặng trần côn có câu hận vô trường phòng xúc địa thuật bà đoàn thị điểm diễn nôm là gậy rút đất dễ khôn học trước trường phòng xúc địa thuật tức là phép rút đất hay là gậy rút đất đều là do điển tích trên vua lê thánh tông đời hậu lê năm 1428 1788 có bài thơ làm về hồ động công thần trì quỷ tạc vạn trùng san hư thất cao song vũ trụ khoan thế thượng công danh đô thị mộng hồ trung nhật nguyệt bất chẳng nhàn hoa dương lóng hóa huyền chấu trụ bích lạc tuyển lưu bạch ngọc hàn ngã dục thẳng phong long tuyệt lĩnh vọng cùng vân hải hữu vô gian bản dịch của thiện đình Khoang thiên khéo tạc núi muôn trùng Cửa động thành thành gió dễ thông Cuộc thế công danh mơ tưởng hảo Bầu tiên phong nguyệt thú vui cùng Hạt châu rơi đất ghi rồng hóa Giọt ngọc tuôn trời rõ suối trong Muốn cưỡi gió lên chơi đỉnh núi Chống mây trông nước tít từng không Các bạn thân mến như vậy thì đó là tích uh, thuật rút đất câu đọc thỉnh thoảng đọc mấy cái chuyện của trung quốc ấy cũng thấy có thuật rút đất nhưng mà không thấy người ta kể là ngồi trên cái uh, gốc tre cái gậy tre sau đó thì rút đất mà về mà có chuyện thì nói rằng ném cái đồng xu vào trong không gian ấy sau đó thì phi vào nhưng mà tất nhiên là chỉ nhìn thấy thôi uh, nghe thấy người ta kể uh, chuyện như thế thôi chứ còn ngoài đời có khâu là người bình thường mà người trần mắt tin <laughs> lại là người phàm phu tục tử nữa cho nên là chả gặp thần tiên bao giờ ừ, số mình là không được gặp thần tiên rồi gặp thần tiên là phải là những người đạo cao vọng trọng Những người tầm thường như mình sao giảm được thôi gặp không cần gặp thần tiên mà sống gọi là gì nhỉ trường mực thế là được rồi vâng ạ thế và tiếp theo nào bây giờ chúng ta lại một điển tích nữa kết cỏ ngập vành điển tích hạ điển hai tích lạ Nguyễn Tử Quang đời Xuân Thu năm 551 đến năm 479 trước công nguyên à, tướng nước Tần là Đỗ Hồi đem quân sang đánh nước Tấn Hồi vốn là một lực sĩ răng thì nhọn hoắt mắt thì tròn xoe tay thì cứng như đồng mặt đèn tựa sắt dâu râu tóc quăn thần đò cào lớn lắm chuyên sử dụng cây khai sơn đại phủ tức là cái cây 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 dìu to ngày xưa người ta cứ gọi là cây búa cây dìu to nặng à, 120 cân 120 cân là 60 kg các bạn nhé người giống bạch địch đã có lần ở Thanh Mi Sơn đỗ đâm chết luôn nằm còn hổ nhá lột ra đem về và cũng có lần là đỗ chỉ huy 300 quân mà phá vỡ được hơn 10.000 quân giặc ở Sa Nga Sơn ấy. uy danh à, Cảng lửng lẫy Lâm tướng của nước tấn là ngụy hỏa đem binh ra nghình chiến Đỗ Hồi dẫn 300 quân xông vào mặt trận, múa cây khai sơn đại phủ tung hoành chém giết. Búa đến đâu dìu đến đâu là đầu rơi lòng lóc. Quân Tấn chết nằm ngốn ngang như là dạ vậy. Ngụy Khỏa thì vội vàng rút quân, đóng chặt cửa thành, giữ lấy thế thủ. Mặc cho Đỗ Hồi đến khiêu chiến, chửi rủa thậm tệ suốt cả mấy ngày, vừa mới lúc ấy có em của ngụy khỏa là ngụy kỳ vâng lệnh vua tấn đem bình đến tiếp ứng khỏa thuật lại việc kỳ không tin hôm sau đem quân ra nghinh chiến đỗ hồi lại múa phủ tả sùng hữu đột chém giết quần tấn tơi bởi luôn máu chảy tựa suối ngụy kỳ thu to may mà nhờ có khỏa liều thân đem quân tiếp cứu mới về được thành đêm hôm ấy ngụy khỏa ngồi buồn rầu lắm nghĩ quanh nghĩ quẩn không dùng cái mưu kế gì để mà phá địch đương mờ mờ mảng mảng thì bỗng nghe có tiếng người văng vẳng ở bên tai thanh thảo phá thanh thảo phá đến lúc tỉnh dậy không hiểu nghĩa là sao mà chợp mắt ngủ lại nghe tiếng như trước khỏa thuật lại cho kỳ biết kỳ nói à, cách đây độ 10 dặm tức là một dặm thì bằng 576 thước tây thì có một bãi cỏ nên là thanh thảo pha có lẽ thần minh mách bảo là quân tần sẽ bị bại tại đó chẳng vậy ta xin đem một toán quân mai phục sẵn thế rồi anh sẽ lập kế để dụ quân giặc đến thế Bây bấy giờ là hai bên đổ ra cùng đánh thì chắc chắn là sẽ thắng khỏa bằng lòng sáng hôm sau ngụy khỏa giả cách truyền lệnh rút quân Quả nhiên đỗ hồi đem quân đuổi theo Khỏa giao chiến qua loa một lúc Rồi bỏ chạy Dụ hồi đến thanh thảo phà Quân mai phục của ngụy Kỳ Ở hai bên Bất thần đổ ra Hợp với quân của khỏa Vây chặt lấy đỗ hồi Hồi trắng hề nào núng Múa phủ tung hoành như là vào chỗ không người vậy Nhưng mà bỗng nhiên Thì đỗ hồi đi mỗi bước lại ngã chúi một cái Như là cái người bị trượt Ở cái chỗ nước băng vậy Quân tấn lấy làm ngạc nhiên, gieo âm cả lên. Ngụy Khỏa ngẩng trông thấy một lão già, lão áo vải, chân đi thảo hài, đường kết cỏ lại, làm vướng chân đỗ hồi. Bây giờ Khỏa và Kỳ xông lại bắt sống. Quân tần mất tướng chỉ huy, cho nên là bỏ chạy tán loạn, bị quân tấn đuổi bắt diệt gần hết. Đem đỗ hồi về dinh, Ngụy Khỏa hỏi. Ê, mày cậy mày có sức khỏe như vậy nhưng mà nay làm sao mà lại để bị bắt thế hả? Hồi uất hận trả lời, ta đương đánh, ta không biết là có cái vật gì ấy, cứ trói lấy chân ta làm cho ta ngã. Đó là trời hại ta chờ không phải là ta thua nhá. Ngụy khỏa nghe nói lấy làm lạ lắm, thấy hồi có sức mạnh phi thường, sợ thoát thân được, cho nên khỏa và kỳ đồng ý đem giết chết, cắt lấy đầu đem về rừng bùa tấn đêm hôm ấy ngụy khỏa nằm ngủ mơ màng thấy ông lão kết cỏ ở thanh thảo pha hiện đến vái chào và nói tướng quân có biết tại sao đỗ hồi bị bắt hay không vì tôi đã kết cỏ lại để làm cho đỗ hồi vướng chân mà ngã đó ngụy khỏa kinh sợ chấp tay đáp lễ nói tôi chưa được biết cụ bao giờ thề sao cụ lại có lòng tốt quý mà giúp tôi như vậy tôi biết lấy gì để trả ơn cụ Ông lão nói, tôi là cha của nàng tố cơ. Tướng quân theo lời trị mệnh của tiền nhân không chôn sống con tôi mà còn tìm chỗ xứng đáng để gả con tôi lấy chồng. Vậy tôi cảm ơn ấy mà giúp tướng quân. Sau này con cháu tướng quân vẫn được đời đời vinh hiển. Nói xong, biến mất. Nguyên xưa làm thân phụ của ngụy khỏa là ngụy thù có một người thiếp yêu tên là tố cơ mỗi khi ngụy thù đi đánh giặc thì thường dặn dò ngụy khỏa là nếu mà cha chẳng may chết ở chiến trường thì con nên tìm chỗ tử tế mà gả tố cơ để nàng khỏi phải khổ sở tấm thân cha dẫu chết cũng được yên lòng nhưng mà đến lúc ngụy thù đau nặng trước phút lâm chung lại bảo khỏa Tố Cơ là người thiếp yêu của cha. Khi cha chết rồi, con vậy đem nàng mà trôn theo cha, để cha ở dưới suối vàng có người làm bạn. Ngụy thủ chết, Ngụy Khỏa an táng cho cha, nhưng không bắt Tố Cơ trồn theo. Ngụy Kỳ hỏi tại sao không vâng lời cha chối lúc Lâm chung thì Khỏa đáp: thân phụ lúc nào cũng dặn ta sau này nên gả Tố Cơ lấy chồng, nhưng mà đến lúc gần mất lại dặn phải đem tôn theo bởi vì kẻ hiếu tử thì nên theo trị mệnh chờ không thèo loạn mệnh sau ngụy quả gả tố cơ cho một danh sĩ vì có ân đức ấy nên linh hồn của thân phụ tố cơ hiện lên để kết cỏ báo ơn ngập vành là do chữ hoàng tước hàm hoàn nghĩa là chim hoàng tước ngập vòng đời nhà thương năm 1733 đến năm 1154 trước công nguyên triều vua Thái Mộng tức năm 1637 đến 1562 trước công nguyên thì có một chư hầu đem dâng cho nhà vua một con chim hoàng tước trống được chim quý nhà vua truyền làm một chiếc lồng bằng vàng chén ăn bằng ngọc và bắt thái giám cho lò cho săn sóc cực kỳ cẩn thận nhưng mà chim thì ngày ngày vẫn ủ rũ không chịu nhảy nhót kêu hót vui đùa gì cả hàng ngày ở ngoài vườn lại có một con chim hoàng tước mái cất tiếng kêu thật lạ bì đát giọng mỗi lúc càng thảm thiết não nùng chim hoàng tước trống ở trong lồng nghe tiếng chim mái ở bên ngoài kêu thì lại càng ủ rột buồn bã lắm bỏ ăn bỏ uống thỉnh thoảng lại kêu lên một cái giọng bì thảm. Thấy chim trống buồn, chim mái kêu bì thường lắm. Vua Thái Mậu động lòng thương xót, thuyền truyền thả chim hoàng ước trống ra. Được thoát khỏi lồng trống mái sùng họp, đôi chim bay lượn ba vòng chung quanh đền, cất tiếng hót véo von, giọng trong trẻo lạnh lót. Một thời gian, nhà vua đương ngự ở trên đền, Bỗng thấy con chim hoàng tước chống bay đến miệng ngậm một chiếc vòng. Chim lại xà đến trước mặt nhà vua, nhả chiếc vòng ngọc quý, rồi vỗ cánh múa, tỏ vẻ tạ ơn. Và cũng có tích ngậm vành là đời hậu hán năm 29 đến năm 219, có một cậu bé tên là Dương Bảo. Một hôm đi chơi ở bên cạnh một khu rừng, thấy có một con chim sẻ vàng óng ánh, bị chim cắt nó đánh rơi xuống đất chim sẻ quẻ chân gãy cánh gãy rụa kêu la thảm thiết bảo đem về chăm sóc nuôi nấng đến khi chim mạnh lành thì cho bay đi một hôm có một chàng tuấn tú khôi ngô mặc áo vàng đến nói với bảo là tôi là sứ giả của bà tây vương mẫu chẳng may gặp nạn may nhờ ông cứu ơn ấy chẳng quên vậy xin dâng ông bốn vòng ngọc quý chúng sẽ làm cho bốn đời nhà ông được hưởng phú quý sàng làm đến tước tam công dương bảo vừa nhận lấy vòng trước kịp tạ ơn thì chàng áo vàng biến mất quả nhiên về sau bốn đời nhà họ dương đều sang cả đúng như lời trong đoạn trường tân thanh của cụ nguyễn du lúc kiều ở lầu hưng bích nhờ sở khanh dắt đi trốn mong thoát khỏi cái nành vuốt của tú bà nàng cũng có lời tha thiết nói với anh chàng họ sỏ rằng tôi bèo bọt chút ngày lạc đàn mang lấy nợ nần yến oanh dám nhờ cốt nhục tử sinh còn nhiều kết cỏ ngập vành về sau kết cỏ ngập vành là do những điển tích trên ý nói thọ ơn thì bao giờ cũng được đền đáp ấy trong cái tác phẩm này đang yên đang lành cũng lại nhắc đến chuyện kiều cũng nhắc đến đoạn trưởng tân thanh mà câu cậu nói luôn như cái cái cô kiều ấy đàn bà con gái của thời ngày xưa gì trong bụng toàn những là thơ với cả thần tích với cả điển à, sống một cuộc đời giản dị thì không tốt hơn vâng ạ à, thế và câu à, hầu đã chia sẻ à, bà tích hay rất hay rồi đúng không ạ nam tào bắc Đẩu này rồi tích um, gọi là thuật rút đất và kết cỏ ngậm vành à, biết là kết cỏ ngậm vành là cảm ơn nhưng mà cũng không biết là bắt nguồn từ những cái nội dung như thế này rất là hay vâng ạ thế và chúc các bạn cùng với công khâu cuối tuần vui vẻ hẹn gặp lại các bạn ở video sau ạ